Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Toku VN Media Team. Tiếp nối với clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi thuộc series Kamen Rider Saber. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một thanh kiếm của một kiếm sĩ tựa như cơn gió. Đó chính là đế Fusoken Hayate của Kamen Rider Kenzan. Đầu tiên, mình sẽ nói sơ về Kamen Rider Kenzan. Akamichi Gen, một thành viên của hội Sword of Logo, chi nhánh Bắc Cực. Cậu vừa trở về sau một đợt huấn luyện ở Liberation. Gen là một người hoạt bát, vui tính nhưng hơi có phần trẻ con. Bù lại, kiếm thuật của cậu là không thể xem thường. Bị ám ảnh bởi sức mạnh, cậu cho rằng chỉ có những kẻ mạnh mới có thể đem lại công lý. Với Fusoken Hayate, cậu đã hiện sinh thành Kamen Rider Kenzan. Thiết kế hợp đồng này thấp hơn so với Seiken Soliver, với mặt trước là hình ảnh của Kamen Rider Kenzan cùng thanh Fusoken Hayate. Fusoken Hayate là một thanh kiếm đa dạng bao gồm 3 hình thái khác nhau: Itoryu, Nitoryu và cuối cùng là Suiken. Với khả năng này, Kenzan có thể đối đầu với nhiều kẻ thù ở nhiều tình huống khác nhau. Trước mặt chúng ta là đế Fusoken Hayate. Thanh kiếm được thiết kế dựa theo hình dạng của Ninjato hay còn gọi là Shinobi Katana, một loại kiếm được cho rằng là vũ khí ưa thích của các ninja thời xưa. Tông màu chủ đạo của thanh kiếm là xanh lá và xanh nõn chuối. Phần vanh kiếm được thiết kế tựa như một cơn lốc xoáy. Phần cán kiếm và thân kiếm được thiết kế gần như tương đồng với nhau, với phần nhựa dẻo màu xám đóng vai trò làm lưỡi kiếm. Đi cùng với thanh kiếm này là Sarutobi Ninja Den Wonder Guidebook, một cuốn sách dựa trên truyền thuyết về ninja Sarutobi Sasuke, với tông màu chủ đạo là màu xanh lá và đen. Mặt bìa sách là hình ảnh của một ninja đang treo ngược mình. Khi mở sách, dịch ra có nghĩa là cân bảo ẩn mình trong bóng đêm, tinh thông mọi bí thuật. Trang đầu tiên của sách mang hình ảnh 3 chiếc Shuriken chồng lên nhau với các dòng chữ xung quanh, làm cho những chiếc Shuriken này tựa như đang xoay trong gió vậy. Để Henshin, ta gắn sách vào kiếm, rồi những nút ở cán kiếm là hoàn tất. Mặt khác, ở Fusoken, ta có thể hiện sinh bằng cách tách đôi thanh kiếm ra. Lúc này, âm biến hình sẽ vang lên. Đồng thời, hai trang sách còn lại cũng sẽ được mở ra. Âm chết dở sau khi Henshin sẽ dịch là Thúy Phong Quyển, Song Kiếm Phong Độn, Phái Câu Ga, tiêu diệt kẻ thù bằng những thuật thần tốc. Để kích hoạt chi tức sát, ta sẽ làm tương tự như Kamen Rider Buster. Âm tức sát sẽ là Thúy Phong Tốc Đột Kích. Tùy vào số lần đưa sách vào, âm tức sát sẽ thay đổi. Theo cá nhân mình thấy, sản phẩm lần này khá là sáng tạo. Chỉ với một thanh kiếm mà chúng ta đã có tận 3 dạng khác nhau. Đây cũng là thanh kiếm phong cách Nhật Bản duy nhất trong phim tới bây giờ. Điểm trừ ở sản phẩm lần này có lẽ là phần gắn sách trên thân kiếm. Do khá to nên thanh bản kiếm này khiến người nhìn cảm thấy không được cân đối cho lắm. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn chia sẻ đến các bạn về sản phẩm lần này. Nếu các bạn cảm thấy thích, hãy like và subscribe cho nhóm nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.